Rồi Xuân Xí chào ơi. Chào đây nè, chào đây gì. Xuân Xí và Sido nè, chào mọi người. Giới thiệu. Giới thiệu sao, con là ai, con làm gì. Xin chào hôm nay. Chào mọi người đây. Xin chào. Xin chào. Rồi con giới thiệu đi, con giới thiệu. Con tên là Xuân Xí Ăn Khôi. Con năm nay mấy tuổi? Dạ, 6 tuổi. 6 tuổi là tuổi con gì? Dạ, tuổi con rắn. Con rắn kiểu sao? Rồi, sao hôm nay? Hôm nay sao? Hôm nay như thế nào? Hôm nay con muốn học cái gì nào? Học bẻ xương. Bẻ xương, bẻ xương là bẻ sao? Nô buồn. Bẻ xương rồi hả? Và huấn luyện viên của con là? Huấn luyện viên của con là ai? Là người không xương Osama Howie. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng nhau đọc. Đây, đi ra đây. Cho Siro giới thiệu luôn. Đi ra giới thiệu nào. Đi ra mình sẽ lấy giọng cái tay ra. Sushi lấy cái tay giọng ra cho mọi người. Lùi sau xíu đi. Lùi sau một xíu nào. Hai con lùi ra sau. Đây. Yeah. Siro lùi ra sau. Siro lùi ra sau nào. Rồi bây giờ mình lấy khăn ra, mình rộng ra càng dài càng tốt nha, để tránh khỏi chấn thương. Đây, bây giờ mình sẽ hai tay đều ra. Chậm lại thôi. Và sau đó mình quay lại. Đúng rồi, con làm lại cho mọi người là con lồng cái này dài ra nè. Rồi, 1, 2, 3. Thẳng lên ra. Ra này, 1. Sushi, tập trung. 2, 3. Đúng rồi, quay ngược lại. Hai tay ra đều. Và đây là bài học đầu tiên, bài học khởi động trước khi tập để xương tốt hơn. Và sau khi mà mình ngày càng quen, mình sẽ để tay sát vào theo thời gian. Đó, mình sẽ để hai tay cùng nhau sát. Và sau đó mình, khi mà mình quen cảm giác, mình sẽ để càng ngày càng sát vào nữa. Đó. Wow. Thấy chưa? Và mỗi ngày mình sẽ cố gắng mình tập 100 lần để có một cái con số đó cố gắng. Sushi làm 100 lần thế coi. Cố lên, chắc cỡ đi sát. Đúng rồi, làm lại cho khán giả xem. Một cái. Đúng rồi. Hai cái. Tiếp đây. Ba cái. Bốn cái. Năm cái. Wow. Giỏi quá. Sáu cái. Thấy sao? Chia sẻ cảm nhận nào. Mồ hôi quá trời kìa. Thấy thích không? Thích vẻ xương không? Thích vẻ xương không? Có thấy khó không? Hôm sau sẽ chỉ thêm những bài khác nữa ha. Cảm ơn mọi người đi. Chào mọi người nào. Bye bye. Ngại á. Gọi quá à, không xin gọi quá à.